Nhanh ghê. Tàu đua đã đến cảng hiệu. Thì hôm nay là 7 giờ con tàu chạy từ Cao Lãnh hướng từ Đà Nẵng lên cảng hiệu. Nhiều chiếc mô tô rất là đội mô tô mở đường đã tới rồi. Mô tô tiền tỷ tới rồi. Có một đội top đầu đang bứt phá đó các bạn. Còn có 10 còn có 6 7 tay đua. Nhanh lắm. Ông đang có lên. Lên người bên ơi, có lên.